Vâng. Thông báo tin trúng thưởng tổ số miền Bắc bộ 20 vé dài nhất tổ số miền Bắc trị giá 200 triệu đồng, số trúng thưởng 1830. Vâng. Lại số 5 là nó còn chạy nhanh nữa. Số 5 chạy khỏe lắm rồi, chú bảo về số 5 chạy. Vì chú có cần lái là chú không dám vào về số 5. Chú bơi trèo nó ngắn cái thuyền nó lái mà. Vâng. Bơi trèo là phải lái bơi trèo lại đó chú bảo. Cái này chỉ có để cố định cái cò thôi. Trung tâm thanh thảo tổ chức chương trình khám đánh giá và tư vấn nhân tình cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt như ngày vừa tới nhận thức về tự kỷ mùng 2 tháng 4. Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ các nhà chuyên môn có nhiều kinh nghiệm trong khám đánh giá. Đi đằng sau quay thì là còn lo mấy cái sóng của thuyền, nó mới biết là cái tốc độ của nó. Con này nó chìm rồi, động cơ. Quay trên đầu đấy. Đấy. Quay đằng sau cho nó chạy nó có sóng. Trung tâm thanh thảo. Các sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Trúc Lâm, từ sức khỏe tâm thần và tâm lý trị liệu bất cơ tư, bác sĩ Bùi Thị Phòng, giám đốc trung tâm can thiệp sớm hy vọng Thái Bình. Đây là cái suối này vừa rồi là của mình lắp lệch, lắp lệch. Cái này của mình vừa rồi lắp lệch đuôi nên là cứ phải ấy. Đấy, bây giờ chú xoay không được. Cắt điện đi đã. Không, khóa ở dưới rồi. Vâng. Khiếp la vun vút luôn. Đây chú để số 5 à? À. Nhanh đấy. Ở đây, đây số 4 đấy. Vâng. Phóng re nước ra luôn rồi này.